Dior Sauvage, mùi hương mà các chị em gọi là mùi của những anh chàng bad boy. Và liệu có mùi hương nào rẻ hơn mà nó giống như vậy không? Có đấy, đó chính là Armand Ventana. Có rất nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, anh đã review Ventana của Armand chưa? Em nghe rất là nhiều những cái bài viết, những cái video nói rằng là mùi hương này rất là giống mùi của Dior Sauvage nên em rất là quan tâm. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cảm nhận của mình về cái mùi hương này, xem là nó có giống với Dior Sauvage không và nó có những cái điểm gì chưa thực sự là hoàn thiện. Và chúng ta có một cái giveaway tí nữa mình sẽ nói ở cuối video nha. Bắt đầu thôi. Để mà đánh giá một cái phiên bản clone thì chúng ta phải đánh giá từ mùi hương cho đến cái phần ngoại hình nữa. Thì chúng ta có một cái thiết kế trông khá là hay ho, nhìn rất là lạ mắt. Và những cái ở phần ở ngoài, những cái phần bạc bạc ở ngoài này nó làm bằng nhựa. Và các bạn gõ vào, nó nghe khá là đều. Và cái phần mở ra như này nó cũng khá là khó. Thế là với cá nhân mình thì cái về cái phần thiết kế của Ventana của nhà Armand này thì so với những cái phiên bản clone những cái mùi hương khác của nhà Armand thì đây là một cái mà mình không thích, mà mình cảm thấy là nó chưa thực sự là hoàn thiện. Đây, các bạn cầm vào, nó rất là lọc cọc chứ nó không như kiểu Club de Nuit. Đấy, cái mày thì riêng về phần ngoại hình thì mình không khoái lắm. Có cái kêu này, lọc vãi. Nó thật là ông à mà không sành một tí hay là kiểu ngửi thoáng qua thôi, các bạn sẽ không biết là đâu là Ventana và đâu là Dior Sauvage. Nhưng mà có một câu hỏi, đó chính là em này liệu nó giống với cái phiên bản EDT hay là EDP, đúng không? Chắc chắn nhiều bạn sẽ có câu hỏi, tại vì với đa số những cái người mà đã dùng Dior Sauvage thì thường họ sẽ lựa chọn EDT, tại vì EDT thì nó có nốt hương trẻ trung hơn, cũng như là cái nét tiêu nó được làm dày hơn và nó có phần bụi bặm nam tính hơn và đúng với cái chất của Dior Sauvage. Và ở cái phiên bản này thì khi các bạn xịt cái mùi của Ventana ra, các bạn sẽ nhận thấy cái mùi cam chanh nó rất là rõ. Và nó cái phần mở đầu mình cảm thấy rằng là nó khá là giống với phiên bản EDT, nhưng mà nó lại bị giảm đi một chút tiêu. Có nghĩa rằng là Dior Sauvage ấy thì hai phiên bản EDT và EDP nó chênh nhau ở cái mức độ tiêu cũng như độ nồng và cái độ ngọt của Ambosan về sau. Thì với cá nhân mình, cái phiên bản của Ventana của nhà Armand này nó là cái phiên bản nằm giữa EDT và EDP. Đấy, EDT thì có thể là nó hơi nồng tiêu, nó hơi gây khó chịu nhưng mà mùi nó lại trẻ trung và sáng hơn. Còn cái phiên bản EDP thì cái Ambosan được đẩy lên rất là rõ, cũng như là cái nét tiêu được giảm xuống. Thì em này là cái phiên bản ở giữa. Đấy, đây là cái điều mà mình thích ở Ventana của nhà Armand. Và nó thẳng luôn là mình xịt em này một cái thì mình có cảm giác là mình có thể thay thế hoàn toàn Dior Sauvage. Với cá nhân mình ấy, thì mình là một thằng khá là khó tính, thậm chí là mình không thích mùi của Dior Sauvage. Nếu như trước đây mình đã review một chai nước hoa, đó là Prada Carbon, đó là một chai nước hoa mà mình có cảm giác là mình sẽ phù hợp hơn, tại vì cái tiêu của Dior Sauvage nó làm quá là nồng. Còn chuyển sang bản EDP thì Ambosan lên quá là dày và ngọt, và nó với cá nhân mình khi mà mình xịt EDP của Dior Sauvage ấy, mình cảm thấy mùi hương nó không, gần như không biến chuyển quá là nhiều. Từ đầu tới cuối nó đều là một cái mùi rất là dày, rất là nồng giữa tiêu, Ambosan và hoa. Nên là với cá nhân mình thì mình không hề thích Dior Sauvage phiên bản EDP. Nếu như để mình lựa chọn thì mình có lẽ lựa chọn EDT. Nhưng khi mà mình xịt Ventana này thì mình cảm thấy là ở chai hoa này nó có một cái sự đồng đều giữa hai phiên bản. Và có lẽ là nếu để mà mình lựa chọn ấy, thì đây sẽ là cái mùi hương mà mình sẽ hoàn toàn thay thế được Dior Sauvage. Em này thì mở đầu khá là sáng, nó không bị quá là dày như EDP, và nó vẫn giữ được cái DNA rất đặc trưng của Dior Sauvage, một cái mùi mà nó toát lên được cái phong cách những người đàn ông kiểu bất cần, gây được sự thu hút bởi một cái mùi hương rất là nồng nàn, rất là cay đến từ tiêu và cái mùi hương ngọt của Ambosan về sau. Nhưng mà khi mà dry down của em này thì nó được điều chỉnh vừa phải hơn, và các bạn sẽ nhận thấy được là nó có sự biến chuyển, chứ không như EDP. Như mình vừa nói, EDP mình gần như là mùi nó quá là dày, nó quá nhiều Ambosan, hay là với mình bị cảm giác hơi ngột, hơi kiểu ngột ngạt đấy. À, với em này thì khi mà dry down thì các bạn sẽ nhận thấy cái nét Ambosan nó nhẹ xuống, mà các bạn nhận thấy hoa nó lên, lavender nó lên khá là rõ, một cái mùi hương mà mình đánh giá là nó vừa có một cái sự nồng nàn gây thu hút nhưng mà nó cũng có những cái sự sạch sẽ, tại vì lavender ở ngoài mình ngửi thì mình có cảm giác khá là sạch. Nên là với cá nhân mình thì nói thật là một lần nữa
mình thích em này hơn, và nếu như để mua thì chắc có lẽ chỉ mua em này thôi, không mua EDT hay EDP của Điều Sâu Vát nữa. Đó là một cái điểm cộng của mình khi mà mình thử Ventana của nhà Amat. Vậy thì em này nếu như để mà so với Dior Sauv Vat này thì nó có những cái điểm gì chưa bằng? Thì cái điểm mà các bạn sẽ nhận thấy ngay đó là khi các bạn xịt hai mùi hương ở trên da, hai bàn tay này với nhau, thì em Ventana của nhà Amat nó có độ lưu hương hạn chế hơn so với phiên bản EDP. Hay là nếu mà để so với EDT thì có lẽ là ngang nhau, nhưng mà với cái mùi hương của Ventana thì lưu ở trên da mình được khoảng tầm 7 tiếng, xấp xỉ tầm đấy. Nó không phải là một cái mùi bám tỏa tốt như là Dior Sauv Vat phiên bản EDP. Và cái độ tỏa hương của nó thì cũng không tỏa kiểu nghi ngút, nó cũng không gây được cái sự chú ý. Nếu như bạn đi ở trong một cái quán bar mà bạn muốn đứng từ quầy mà nhà vệ sinh ngửi thấy thì Ventana cũng không làm được. Có nghĩa rằng là nó được điều chỉnh về mùi hương để cho nó cân bằng giữa hai phiên bản, nhưng mà cái độ bám tỏa của nó thì cũng bị giảm đi. Nên là độ lưu thì không bằng EDP, độ tỏa cũng không bằng EDT. Nhưng mà nói thật với các bạn là mình cảm thấy rất hài lòng với nó. Tại vì mình thì không thích những cái mùi hương nó bám tỏa quá là nghi ngút. Nếu như sử dụng em này thì mình sẽ sử dụng để đi kiểu hẹn hò, đi kiểu quán bar, biết các thứ, cần một cái mùi hương nó hơi mang cái tính kiểu bất cần, kiểu gây được sự chú ý. Nhưng mà mùi hương này thì mình nghĩ rằng là xịt thì chắc chắn là sẽ gây ấn tượng được, nhưng mà nói thật là tại vì nó gắn với cái mark bad boy ấy, cái mùi của Dior Sauv Vat ấy, là khi các bạn xịt cái mùi hương này thì các bạn sẽ bị đụng hàng đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng là khi mà mua Ventana của nhà Amat rồi thì các bạn cũng sẽ chỉ mong rằng là nó giống với Dior Sauv Vat thôi. Và nghe đến đây thì các bạn sẽ thắc mắc rằng là ồ, một cái mùi ngon như vậy mà tại sao mọi người không biết tới, liệu giá tiền của nó ra sao, đúng không? Em này trên thị trường giá nó dưới 1 triệu đồng, rẻ đúng không? Khi mà Dior Sauv Vat dạo này lên giá khá là nhiều, phải nói rằng là chắc là bây giờ phải tầm 3 triệu cho một chai 100ml. Và có một cái điều hay mà mình của Dior Sauv Vat mình muốn gửi đến các bạn, đó là em này so với những cái phiên bản mới thì nó đã review được của các bạn, nghĩa là các bạn mua một chai thì các bạn có thể mua một chai to và các bạn chiết vào, chứ không nhất thiết là các bạn phải mua một chai mới. Thì đấy là một cái hay mà cái thương hiệu Dior họ đang làm tới những cái sản phẩm của họ để bảo vệ môi trường, tránh việc sản xuất quá nhiều chai thủy tinh không cần thiết. Thì họ đã sản xuất một chai to để các bạn có thể review được. Nhưng mà cái review này nó cũng khá là hên xui, tại vì như các bạn biết là Dior Sauv Vat khá là nhiều fake. Thế nên là cái việc cháo rui vào để bán, các bạn mua những cái chai mà còn dở ấy, các bạn nên để ý. Đó, hoặc là các bạn thà mà nó mua chai này mà chiết vào đây thì cũng có thật là những người mới thì gần như là chịu, không thể đoán được luôn. Vậy thì có nên mua Ventana của nhà Amat không? Thì nếu như bạn là một người đơn giản là tìm một cái mùi hương giống khoảng tầm 90% so với Dior Sauv Vat thì Ventana thừa sức làm điều đó. Mình tự tin một điều rằng là nếu như các bạn xịt cái hai cái mùi hương người ra đường, các bạn hỏi là nó có giống nhau không, thì mình nghĩ rằng là chắc chắn mọi người sẽ bảo nó rất là giống nhau, anh xịt cùng một mùi mà, đúng không? Còn chỉ có những người nào thực sự có em nó và dùng em nó thì mới có thể biết thôi. Nên là với một cái mức giá rẻ hơn, một cái mùi hương giống chắc là tầm 90%, thì các bạn biết gì để mua Dior Sauv Vat, đúng không? Nhưng mà sẽ có nhiều ông bảo là ôi dồi, đi copy, đi clone mùi, còn clone thì cũng chỉ là clone thôi, làm sao bằng được. Ok, Dior mà, thương hiệu. Bạn nếu như bạn xịt này, bạn vừa muốn xịt, bạn vừa muốn bày, bạn muốn khoe với mọi người là tôi xịt Dior Sauv Vat mùi của bad boy, thì các bạn hãy cứ mua chai nước hoa này. Còn ở đây là chuyên mục clone, là chuyên mục để giới thiệu với các bạn những cái mùi hương nó giống nhau nhưng mà nó rẻ hơn, dành cho những bạn học sinh, sinh viên. Còn với những người chơi thì nó thật là không cần quan tâm nhiều làm gì cả. Rồi, đấy là xong câu chuyện của Ventana và Dior Sauv Vat nhá. Chúng ta cùng đến với giveaway. Lâu lắm rồi mới làm giveaway nhỉ. Mà thực sự giveaway này hơi bé một tí. Hiện tại thì mình được Blanc gửi cho 30 bộ vial. Đây, các bạn có thể thấy 30 bộ vial của nhà Dunhai. Nó nằm trong bộ Signature Collection. Trong này thì có 4 mùi: Sandalwood này, Amber, Leather và một cái mùi nữa. Thì mình sẽ để tên cả 4 mùi ở dưới để cho các bạn tham khảo về cái bộ vial này. Bộ vial này là bộ vial chỉ có 20 thôi, nhưng mà lâu lắm rồi thì không làm giveaway. Nên là coi như là cuối năm làm cái giveaway nhỏ nhỏ.
Thì 30 bộ vial này thì sẽ dành cho những bạn nào chiến thắng trong một cái gọi là một cái game nho nhỏ ở phía dưới đi. Mình sẽ để link cái phần bài viết ở phía dưới để các bạn có thể dễ dàng tham gia. Và chắc là mình sẽ để cái thời gian ngắn nhất thôi để các bạn tham gia, để cho nó mình sẽ gửi quà được trước Tết cho các bạn. Đó, thì 30 bộ này sẽ gửi đến 30 bạn được common tham gia sớm nhất. Cho nếu bạn nào trúng thì các bạn cần liên hệ với Blang để có thể nhận được phần quà này. Mình sẽ để link ở phía dưới nhá. Và nếu như bạn nào nhận được cái phần quà này thì rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận về những cái mùi hương. Và nếu như thích mùi hương nào thì mình sẽ bảo Blang gửi cho cả chai full để làm video review cho các bạn. Đó, đó là về cái giveaway. Còn mùi của Venana này nếu mà ông nào cũng xài rồi thì hãy comment ở phía dưới cho mọi người cùng biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn bạn. Chúc các bạn may mắn trong cái đợt giveaway lần này. Bye bye.